Vâng, để tiếp tục chia sẻ đến khách hàng những căn nhà mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Buổi chiều tối ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố góc hai mặt tiền được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 5m và chiều dài căn nhà mình lên đến 12m và được các chủ nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và 4 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình có 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước của căn nhà. Đặc biệt căn nhà mình thì được anh chị thiết kế cho mình có 2 phòng ngủ master và mình có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm. Và với căn nhà góc hai mặt tiền này thì đang có hướng chính là hướng chính nam phù hợp cho hàng thuộc mệnh đông tứ trạch và hướng bên hông sẽ là hướng chính tây phù hợp cho hàng thuộc mệnh tây tứ trạch. Với căn nhà có hai hướng để thuận tiện cho khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà để giới thiệu khách hàng về căn nhà. Chỉ với giá hơn 8 tỷ một chút xíu là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp vừa mới được hoàn thiện xong. Phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè khoảng 1m để mình để giày dép cũng như mũ bảo hiểm, và di chuyển vào bên trong mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào khu vực bên trong thì khu vực ở dưới tầng trệt này chị thiết kế cho mình có một cái phòng bếp ở phía sau căn nhà thôi, nhưng khu vực ở phía trước rất là rộng để thuận tiện khách hàng mua ở và kinh doanh buôn bán cũng như mở văn phòng công ty. Và nếu gia đình mình có xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt mình để xe hơi. Phòng khách thì đã được các chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà, cho nên là khu vực ở dưới tầng trệt rất là thoáng và rất là mát. Đây là khu vực không gian dưới tầng trệt căn nhà, mình sẽ có hai bộ cửa để di chuyển vào bên trong căn nhà, có một bộ cửa chính và một bộ cửa bên hông để di chuyển vào bên trong căn nhà rất là thuận tiện và rất là dễ dàng để khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, tủ bếp, quầy bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là bền và rất là đẹp. Bên trong không gian phòng bếp thì mình sẽ có một bộ bàn ăn, 6 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm. Tủ bếp, quầy bếp căn nhà mình cũng được anh chị nhà đóng sẵn để mình có thể trưng bày những cái chai rượu. Và mình có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách và khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Và với khu vực ở dưới tầng trệt này thì anh chị cũng đóng cho mình có một kệ để mình có thể lắp ráp tivi để mình có thể vừa nấu nướng cũng như ăn uống ở dưới khu vực ở dưới tầng trệt, và mình cũng có thể xem truyền hình ở khu vực ở dưới tầng trệt. Và di chuyển lên khu vực phía bên trên là khu vực tầng lửng căn nhà, sẽ có một bộ bàn ghế sofa cũng được anh chị nhà đóng sẵn tặng kèm và có kệ để tivi cũng như là tủ rượu. Khu vực không gian tầng lửng căn nhà với bề ngang căn nhà mình thì lên đến 5m và chiều dài căn nhà mình lên đến 12m và được anh chị nhà xây dựng hết đất và được đúc kiên cố tới một trệt, một lửng và tới 3 tầng lầu. Thì công năng sử dụng căn nhà mình sẽ có 2 phòng ngủ master, 2 phòng ngủ vừa và có tới 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng ở phía trước của căn nhà. Đây là khu vực không gian phòng khách, sẽ có một cái tủ để mình có thể trưng bày thêm những cái chai rượu và những cái đồ lưu niệm cũng như trang trí cho căn nhà. Và di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà sẽ đến với không gian phòng ngủ master, phòng ngủ số 1 của căn nhà. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng gỗ sồi chọn lọc và sàn nhà mình được lót gạch đá hoa văn gỗ. Và bên trong không gian phòng ngủ thì được anh chị thiết kế cho mình có giường rộng lên đến 2m2, hai bên mình có đôn để đèn, bàn trang điểm, bàn làm việc và cửa sổ cũng như cửa đi ra ban công để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá 8 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm này. Căn nhà đã có hướng chính là hướng chính nam và hướng bên hông là hướng chính tây của khách hàng thuộc mệnh đông cũng như là mệnh tây tứ trạch. Và với căn nhà có bề ngang lên đến 5m cho nên được anh chị thiết kế rất là đẹp và rất là thoáng cũng như rất là mát. Nếu khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem cũng như được khách hàng sở hữu ngay cho mình. Có 2 phòng ngủ master rất là rộng rãi, được khách hàng
mua để ở và mở phòng công ty cũng như thuận tiện để khách hàng có thể làm việc với không gian phòng ngủ rất là rộng. Phòng ngủ này thì mình có thể kê giường và mình có thể kê thêm những bộ bàn ghế sofa để mình có thể ngồi nghỉ ngơi trước khi mình đi ngủ, rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với không gian phòng ngủ mỗi lầu thì có một cái phòng ngủ thôi, cho nên là rất là rộng và rất là thoáng cũng như rất là mát. Và khu vực lầu 2 này thì mình sẽ có phòng tắm, có bồn tắm nằm. Khu vực lầu 1 thì mình sẽ có phòng tắm xông hơi và khu vực lầu 2 thì mình có bồn tắm nằm được các anh chị thiết kế rất là đẹp. Và di chuyển lên khu vực lầu 3, căn nhà mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Thì quý khách hàng đang xem video thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, nhưng ta liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Đỗ Hàng đi xem. Một căn nhà nằm tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một con đường kết nối giữa trục đường Trường Chinh sang trục đường Quang Trung. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì rất là gần, chỉ tầm cỡ khoảng độ 20 phút thôi. Và mình về sân bay thì tầm cỡ khoảng 15 phút. Và với căn nhà góc hai mặt tiền được anh chị thiết kế full nội thất rất là đẹp và chỉ với giá hơn 8 tỷ. Còn thương lượng được nhà mua ở và một văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với giá 8 tỷ 350 triệu đồng, còn thương lượng mạnh. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng, sẽ đến với không gian phòng thờ cũng như là phòng giặt và sân thượng ở phía trước của căn nhà. Thì quý hàng đang xem video nhớ đăng ký kênh thì nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật với nhà những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và những căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và với căn nhà này thì anh chị có hỗ trợ qua ngân hàng nếu gia đình mình có nhu cầu cần vay thêm để mua căn nhà này. Đây là khu vực sân thượng ở phía trước các căn nhà rất là rộng. Bên trong thì mình sẽ có một cái phòng thờ được anh chị thiết kế để mình có thể thờ cúng tổ tiên ông bà. Và bên cạnh thì mình sẽ có một cái khoảng không gian đặt máy giặt để mình phơi đồ ở phía bên trên. Với một cái sân thượng này rất là rộng thì khách hàng có thể vừa vui chơi, giải trí và mình có thể trồng cây và mình lên bên trên sân thượng để hóng mát. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Đây là mình có hai căn, một căn ngang 5 m và một căn ngang 4 m rưỡi. Căn 4 m rưỡi thì chỉ có giá 7 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng, và căn ngang 5 này thì đang có giá là 8 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng. Và căn phía sau thì giá mềm hơn, chỉ có 6 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng thôi. Rồi video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.